Rồi, em xin chào nhà nha. Một con này của dòng CDG mặt xanh mà. Anh em nào học mặt xanh chốt này. Con này bình thường ha, là lịch gốc 3 giờ, cọc số có dạ quang sáng này. Đây, dạ quang sáng nha. Mặt xanh trẻ tiền, kính có lông mèo không đáng kể, không sức mẻ nha, kính không sức mẻ luôn. Dây khóa zin nó luôn. CDG dập hiệu này. Con này thì được cái là núm cổ chai luôn. Anh em mà hay làm việc môi trường nước á, núm cổ chai để sấy ha. Nhưng mà hàng xì lưu ý không bao nước đâu nha. Nè, con này thì chuẩn nội địa sao băng nè. CTGN ha, sao băng. Dây thoải mái nha, dây này bản dây phải dây này còn dài lắm, con này như hàng trưng bày nằm trong lô nha. Dây đâu ai đeo đồng hồ để gì đâu. Mặt xanh. Đây, anh em tay vừa tay nhỏ đeo con này đẹp nha. Con này có xay nó 36, xay quốc giá, xay dán vintage dán xưa á. Điếu đỏ rìa 37, mỏng 3 38.9. Đứng cái càng 38.9 mỏng 9.5 ha, 9 9 ly rưỡi nè. Con này khai xước nó còn đây nè, đó. Nhìn xem kỹ nè. Chưa đánh bóng xì ba gì nữa. Mà đồng hồ bên bên em không có xì ba đánh bóng gì đâu nha, cứ yên tâm đi, cái chắc zin nó từ Nhật về gì luôn. Rồi con này bán 480 mã B 67 nha. Tụi em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Chào nhà nha.